Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachit sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 25 tới ngày 27 tháng 4. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Bunyang Volachit trên cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhiệm kỳ 2016-2020, đã thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Lào dành cho Việt Nam. Và trong bề dày lịch sử của hai nước, có những câu chuyện là minh chứng cụ thể và sinh động về tình hữu nghị đặc biệt, tài sản vô giá trong quan hệ hai nước trở thành mối quan hệ mẫu mực, trong sáng và hiếm có trên thế giới. Hệ thống đường Tây Trường Sơn dài hơn 20.000 cây số, bắt đầu trục chính từ Tân Kỳ, Nghệ An đi qua 7 tỉnh của Lào. Trong lịch sử thế giới, hiếm có quốc gia nào cho quốc gia láng giềng mượn đường, mượn đất để thực hiện cuộc chiến tranh vệ quốc như cách mà Lào đã chia sẻ với Việt Nam khi mà có tới 90% diện tích của con đường huyền thoại này nằm trên đất bạn Lào. Vượt lên đạn bom, sức sống của con đường ấy còn có sự chở che, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em. Nhắc đến quan hệ láng giềng Việt-Lào là nhắc đến mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, thủy chung, trong sáng, chia ngọt sẻ bùi của hai người anh em đồng chí, luôn dành cho nhau những sự giúp đỡ chí tình trước sau như một. Hợp tác chính trị chặt chẽ là cơ sở cho sự phát triển hợp tác của các ngành khác. Hợp tác an ninh quốc phòng, ngoại giao đều được phát huy, đầu tư kinh tế thương mại giữa hai nước cũng có sự phát triển, có tiến triển. Việt Nam nằm trong danh sách đầu của các nước đầu tư vào Lào. Chúng tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội ở Lào. Hiện các đồng chí này đều là những cán bộ cốt cán của Đảng, Chính phủ, Nhà nước Lào, cả trong bộ máy trung ương và địa phương. Và những đồng chí này tiếp tục là cầu nối phát triển mối quan hệ gắn bó và hiếm có giữa hai nước chúng ta. Dù tình hình kinh tế có sự chuyển biến thế nào đi chăng nữa, nhưng hai nước chúng ta vẫn cùng nhau kiên định tinh thần giữ gìn và phát huy mối quan hệ kinh tế thương mại, phấn đấu đạt chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian qua, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn để đạt được chỉ tiêu 2 tỷ đô la Mỹ về thương mại trong năm 2015. Điều đó đòi hỏi chúng ta cần phải nỗ lực khai thác các tiềm năng tiềm tàng để đạt được mục tiêu đó. Việc duy trì thường xuyên giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao, nhất là cơ chế họp thường xuyên hai bộ chính trị, Ủy ban Liên Chính phủ có vai trò rất quan trọng trong việc thống nhất nhận thức, thống nhất đánh giá giữa hai đảng, hai nhà nước, lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc nắm bắt thời cơ, đối phó với những thách thức đang đặt ra cho mỗi nước để từ đó xác định phối hợp và nâng cao hiệu quả của quá trình hợp tác. Các cái thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên rất là nhiều. Cái sự cạnh tranh giữa các nước lớn ở khu vực và trên thế giới nó cũng tác động ngày càng mạnh mẽ tới cái quan hệ Việt-Lào, cũng như là cái nội hàm về cái hiệu quả hợp tác của quan hệ Việt-Lào, nhất là trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nó đang đòi hỏi phải có cái sự đổi mới triệt để không chỉ nâng cao hơn nữa cái hiệu quả mà nó còn góp phần thiết thực vào việc tạo ra cái hình ảnh, xây dựng cái mối quan hệ và duy trì cái giá trị lâu bền, bền vững, cái tính vô giá của cái quan hệ Việt-Lào, không chỉ cho cái giai đoạn hiện nay mà cho mãi mãi các cái thế hệ mai sau. Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunyang Volachit đang được trông đợi là góp phần định hướng và xác định phương hướng hợp tác Việt Nam-Lào trong giai đoạn 5 năm tới, đồng thời tiếp tục củng cố và làm phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết hợp tác đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam.